sống đúng, sống đẹp. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Thứ ba, 11 tháng Giêng 2022, tập 53, từ số 930. Số 930. Ôi Chúa Giêsu của con, mặc dù con sẽ về bên Chúa, rồi Chúa sẽ đổ đầy chính Chúa cho con. Và điều ấy làm cho niềm hạnh phúc của con được tràn đầy. Tuy nhiên, con vẫn không quên được nhân loại. Con ước ao mở toang những bức màn thiên đàng, để trần gian không còn nghi ngờ về lòng thương xót Chúa. Sự nghỉ ngơi của con là cao rao lòng thương xót Chúa. Linh hồn sẽ dâng lên đấng tạo thành một vinh quang cao cả nhất khi trở về tín thác vào lòng thương xót của người. Số 931. Ngày 10 tháng 2 năm 1937. Hôm nay thứ tư lễ cho. Trong giờ dâng lễ, tôi cảm nghiệm những thương tích khổ nạn của Chúa Giêsu nơi tứ chi của tôi. Mùa chay là thời gian rất đặc biệt cho tác vụ của linh mục. Chúng ta nên giúp đỡ các ngài trong việc thu phục các linh hồn. Số 932. Ít ngày trước đây, tôi có viết thư cho cha Linh Hướng và xin phép được thực hiện một vài việc hãm mình nhỏ bé trong mùa chay. Vì không được phép bác sĩ cho lên phố, nên tôi buộc phải viết thư. Nhưng thứ tư lễ cho đã đến rồi mà tôi vẫn chưa nhận được hồi âm. Sáng nay, sau khi hiệp lễ, tôi đã xin Chúa Giêsu soi dục cha Linh Hướng bằng ánh sáng của người để cha trả lời cho tôi. Tôi biết trong lòng rằng cha sẽ không phản đối và ban phép thực hành các khổ chế như tôi đã xin. Thế là tôi an tâm tiến hành những việc hãm mình ấy. Chiều hôm đó, tôi nhận được đáp thư của cha cho biết ngài sẵn lòng ban phép cho tôi thực hành các việc như tôi đã xin. Tôi rất vui mừng vì tri thức nội tâm của tôi phù hợp với ý kiến của cha Linh Hướng. Số 933. Sau đó, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: con sẽ nhận được một phần thưởng trọng đại hơn vì đã vâng lời và lệ thuộc cha giải tội, hơn là theo ý riêng mà thực hành các việc đạo đức. Hỡi ái nữ của cha, con hãy thâm hiểu và sống thế này: bất cứ điều gì, dù nhỏ mọn đến đâu, nhưng nếu có ấn tín vâng lời vị đại diện của cha, cũng đều làm cha vui lòng và trở nên quý đẹp trước mắt cha. Số 934. Những việc làm nhỏ mọn trong mùa chay. Mặc dù rất muốn và ước ao, nhưng tôi không thể thực hiện những việc khổ chế lớn như trước kia, bởi vì tôi đang ở dưới sự theo dõi kỹ lưỡng của bác sĩ. Nhưng tôi vẫn có thể làm được những việc nhỏ bé. Thứ nhất, ngủ mà không gối đầu, bắt mình chịu đói một chút, hàng ngày giang tay đọc chuỗi kinh Chúa dạy, thỉnh thoảng giang tay cầu nguyện trong thời gian bất định. Ý chỉ
Nài xin lòng thương xót Chúa cho các tội nhân đáng thương và cho các linh mục năng lực để dẫn đưa các tâm hồn tội lỗi trở về. Số 935. Sự giao tiếp giữa tôi với những người hấp hối vẫn hết sức gần gũi như trước. Tôi thường ở bên cạnh một người hấp hối ở cách xa. Nhưng niềm vui lớn lao nhất của tôi là được nhìn thấy lời hứa của lòng thương xót Chúa được nên thực hiện nơi những linh hồn này. Thiên Chúa là đấng tín thành, người hoàn thành những gì người đã tiền định. Số 936. Một người trong dãy phòng của tôi lâm cơn nguy tử. Giữa những vật vã kinh hồn, bà ta hấp hối những 3 ngày, thỉnh thoảng có tỉnh lại. Mọi người trong phòng đều cầu nguyện cho bà. Tôi rất muốn đến với bà, nhưng vì mẹ bề trên không cho tôi đến thăm những người hấp hối. Vì thế tôi ở lại trong phòng và cầu nguyện cho linh hồn đáng thương ấy. Nhưng khi nghe biết bà ấy vẫn còn hấp hối và không ai biết còn kéo dài bao lâu nữa, tôi bỗng cảm thấy xúc động và thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, nếu mọi điều con thực hiện là đẹp lòng Chúa, con xin Chúa một dấu chứng là cho linh hồn ấy hết đau đớn và nhanh chóng đi về chốn hạnh phúc đời đời của bà. Vài phút sau đó, tôi được biết bà ấy đã từ trần một cách êm ái và chóng vánh, đến độ người ta không có kịp giờ để thắp nến. Số 937. Tôi xin nói thêm một điều nữa về cha linh hướng của tôi. Điều lạ lùng là có quá ít linh mục biết cách tiếp thêm năng lực, sức mạnh và can đảm cho linh hồn để họ có thể không ngừng thăng tiến mà không mỏi mệt. Dưới sự hướng dẫn như thế, một linh hồn dù không mạnh mẽ cho lắm cũng có thể thực hiện được nhiều công việc vinh danh Thiên Chúa. Ở đây tôi khám phá được một bí quyết, đó là cha giải tội, hay đúng ra là cha linh hướng. Đừng nên coi thường những chi tiết nhỏ mọn mà linh hồn thổ lộ với Ngài. Vì khi nhận thấy được dìu dắt như vậy, linh hồn bắt đầu nỗ lực, không bỏ qua dịp nhỏ mọn nào để thực hành nhân đức và tránh lánh các lỗi phạm dù rất tơ tóc. Nhờ những nỗ lực này, như những viên đá nhỏ bé, từ nơi linh hồn sẽ vươn lên một thánh điện hết sức tráng lệ. Ngược lại, nếu linh hồn nhận thấy cha giải tội coi thường các chi tiết nhỏ mọn, họ cũng sẽ bỏ qua và không kể ra các chi tiết ấy cho Ngài. Tệ hơn nữa là họ sẽ bắt đầu chảnh mảng trong các điều nhỏ mọn. Như vậy, thay vì tiến bộ, linh hồn dần dần thụt lùi, và đến khi ý thức được tình trạng của mình thì họ đã sa vào chốn khốn khổ nghiêm trọng. Ở đây nảy sinh một vấn nạn: ai có lỗi trong vấn đề này? Linh hồn đương sự hay cha giải tội, tức là cha linh hướng? Theo tôi, dường như mọi trách nhiệm đều quy về vị linh hướng bất cẩn kia. Lỗi duy nhất của linh hồn là đã nhận lầm một vị linh hướng như vậy. Một vị linh hướng đúng ra phải dẫn đưa linh hồn trên đường trọn lành theo thánh ý Chúa. Số 938.
linh hồn lẽ ra phải cầu nguyện thật sốt sáng, thật nhiều, và phải xin Chúa đích thân chọn cho họ một vị linh hướng. Điều gì khởi sự từ Thiên Chúa sẽ là thánh thiện. Điều gì khởi sự thuần túy nhân loại sẽ là phàm tục. Để trợ giúp một linh hồn, Thiên Chúa nhân lành đến độ đích thân chọn cho họ một vị linh hướng và soi sáng cho họ biết về vị mà trước mặt Ngài. Đương sự sẽ khám phá ra những điều sâu kín nhất trong linh hồn mình, như thể nhìn thấy bản thân trước tôn nhan Chúa Giêsu. Khi linh hồn nhìn ra và tin nhận Chúa đã an bài tất cả điều ấy, họ sẽ cầu nguyện tha thiết cho Cha giải tội, để Ngài có đủ ánh sáng mà hiểu rõ họ. Trừ khi vì lý do nghiêm trọng, chớ gì linh hồn đừng thay đổi Cha linh hướng. Linh hồn đã cầu nguyện thật tha thiết và thật nhiều thế nào để tìm ra ý Chúa trước khi chọn vị linh hướng, thì họ cũng phải cầu nguyện thật tha thiết và thật nhiều như vậy, để nhận ra ý Chúa thực sự muốn họ lìa bỏ vị linh hướng ấy mà chọn vị khác. Nếu thánh ý Chúa không tuyệt đối rõ ràng, thì không nên thay đổi linh hướng. Vì tự sức mình, con người không thể tiến cao, và Satan cũng chỉ muốn tìm thấy một người khao khát trọn lành, nhưng tự dẫn đường vạch lối, bởi vì người ấy chắc chắn không thể nên thánh được. Số 939. Cũng có một ngoại lệ trong vấn đề này, đó là khi Thiên Chúa đích thân hướng dẫn linh hồn. Nhưng khi đó, vị linh hướng lập tức nhận ra đương sự đang được Thiên Chúa hướng dẫn. Chúa sẽ cho Ngài biết điều này một cách tường tận. Và một đương sự như thế, hơn ai hết, hóa ra lại cần ở dưới sự kiểm soát của vị linh hướng. Trong trường hợp này, vị linh hướng không hướng dẫn và vạch vẽ con đường cho linh hồn phải theo. Nhưng, tốt hơn, Ngài hãy thẩm định và xác nhận cho linh hồn biết họ đang đi đúng đường và đang được thần khí tốt lành hướng dẫn. Trong tình huống này, vị linh hướng không những phải thánh thiện mà còn phải có kinh nghiệm và khôn ngoan. Về phía linh hồn, họ phải đặt ý kiến vị linh hướng trên cả soi động của Chúa, bởi vì chỉ có thế họ mới tránh được những ảo tưởng và lầm lạc. Một linh hồn không chịu đặt những soi động của mình hoàn toàn dưới sự kiểm soát khắt khe của giáo hội, tức là của vị linh hướng, rõ ràng là họ đang bị ác thần hướng dẫn. Vị linh hướng phải hết sức cẩn trọng trong những trường hợp như thế và phải thử thách tinh thần vâng phục của linh hồn. Satan có thể đội lốt khiêm nhường nhưng không biết đội lốt vâng phục, và do đó các mưu đồ đen tối của nó sẽ bị phanh phui. Nhưng vị linh hướng cũng không nên quá sợ hãi về một linh hồn như vậy, bởi vì nếu Chúa đặt linh hồn đặc biệt ấy dưới sự chăm sóc của Ngài, thì người cũng ban cho Ngài đầy đủ ánh sáng. Nếu không, làm sao Ngài có thể xử lý khôn ngoan về các mầu nhiệm giữa linh hồn ấy với chính Thiên Chúa được? Số 940. Chính tôi đã đau khổ và từng chịu thử thách rất nhiều về vấn đề này. Vì thế, tôi chỉ ghi lại những gì bản thân đã từng trải qua. Chỉ sau nhiều tuần kiều nhuật liên tiếp, nhiều kinh nguyện và việc sám hối, Chúa mới gửi đến cho tôi một vị linh mục hiểu được linh hồn tôi. Ôi, có lẽ đã có nhiều linh hồn thánh thiện hơn nếu như đã có nhiều Cha giải tội
kinh nghiệm và thánh thiện hơn. Không ít linh hồn tha thiết nỗ lực nên thánh, nhưng không thể tự mình đứng vững giữa những thời gian thử thách, nên đã từ bỏ con đường trọn lành. Số 941. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những vị linh mục sốt sắng thánh thiện. Phẩm giá của linh mục thật cao trọng, nhưng đồng thời trách nhiệm của Ngài cũng thật nặng nề. Ôi linh mục, Ngài được ban cho nhiều nhưng sẽ bị đòi lại nhiều. Số 942. Ngày 11 tháng 2 năm 1937, hôm nay thứ Sáu, trong giờ thánh lễ, tôi cảm thấy một cơn đau nhức trong thân xác, hai bàn tay, bàn chân và cạnh sườn của tôi. Chúa Giêsu gửi đến cho tôi thứ đau đớn này để tôi có thể thực hiện việc đền tạ vì các tội nhân. Cơn đau tuy ngắn ngủi nhưng rất kinh khủng. Tôi đau không quá 2 phút đồng hồ, nhưng ấn tượng lưu lại rất lâu và rất sống động. Số 943. Hôm nay tôi cảm thấy quá cô quạnh trong tâm hồn, đến nỗi không biết phải giải thích làm sao ngay cho bản thân mình. Tôi muốn trốn tránh mọi người để được cứ thế mà khóc mãi. Không ai cảm thông được cho một con tim bị thương tích vì yêu, và tự thâm sâu khi trái tim ấy cũng cảm thấy bị bỏ rơi, thì không còn ai có thể an ủi nó được. Ôi các linh hồn tội nhân, các bạn đã lấy đi Thiên Chúa của tôi rồi. Nhưng được, được lắm, các bạn sẽ được nếm hưởng Thiên Chúa dịu ngọt chừng nào. Và hãy cứ để biển cả đắng cay tràn ngập trái tim tôi cũng được. Tôi đã nhường tất cả những an ủi thiêng liêng của tôi cho các bạn rồi. Số 944. Có những lúc tôi bất tín với bản thân khi nhận ra sự yếu đuối và xấu xa nơi những vực thẳm trong hữu thể của mình. Và tôi đã nhận ra có thể chịu nổi những giờ phút ấy bằng cách tín thác vào lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa, nhẫn nại, cầu nguyện và thinh lặng. Đó là những điều đem lại sức mạnh cho linh hồn. Có những lúc linh hồn nên giữ lặng, và khi ấy nói năng với thụ tạo là không thích hợp. Đây là những giây phút linh hồn chán nản với bản thân, và khi ấy linh hồn cảm thấy mình yếu đuối như một đứa trẻ. Lúc đó linh hồn bám chặt vào Thiên Chúa bằng tất cả sức lực của mình. Vào những thời gian ấy, tôi chỉ sống nhờ đức tin và cảm thấy được củng cố nhờ ơn Chúa. Tôi đã can đảm hơn trong việc nói chuyện và giao tiếp với những người chung quanh. Số 945. Buổi tối, Chúa phán với tôi: Hỡi con hãy tựa vào trái tim cha mà nghỉ ngơi. Cha thấy con đã làm việc vất vả trong vườn nho của cha, và linh hồn tôi tràn ngập niềm vui thần linh. Số 946. Ngày 12 tháng 2 năm 1937, hôm nay, sự hiện diện của Thiên Chúa xuyên suốt tôi như một tia sáng mặt trời. Linh hồn tôi khát khao Chúa mãnh liệt, đến độ thỉnh thoảng lại ngất trí.
tôi cảm thấy tình yêu hằng hữu chạm đến tâm hồn tôi. Và cái nhỏ bé của tôi không sao chịu đựng nổi. Nên việc ấy làm tôi ngất trí. Tuy nhiên, sức lực bên trong của tôi vẫn mãnh liệt. Và linh hồn tôi sánh kịp với tình yêu đã yêu mến nó. Trong những lúc ấy, linh hồn được hiểu biết sâu xa về Thiên Chúa. Và càng hiểu biết người, tình yêu của linh hồn càng trở nên tinh rồng và nồng nàn hơn. Những mầu nhiệm giữa linh hồn và Thiên Chúa thật khôn giỏ. Số 9.47. Thỉnh thoảng, có những giờ phút linh hồn tôi bị mất hút trong kinh ngạc khi nhìn thấy uy linh vô cùng của Thiên Chúa đã tự hạ xuống ngang với linh hồn tôi. Sự ngạc nhiên nội tâm của tôi thật bất tận. Vì Thiên Chúa tối cao mà lại vui sướng ở trong tôi và chính người cho tôi biết như vậy. Tôi dìm mình sâu hơn vào vũng hư vô của mình. Bởi vì tôi biết mình là gì. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng, để đền đáp, tôi phải yêu mến đấng tạo hóa đến điên cuồng bằng mọi nhịp đập của con tim và mọi thớ sợi thần kinh của mình. Trong vô thức, linh hồn tôi đắm chìm trong Chúa. Tôi cảm thấy không gì sẽ tách tôi lìa khỏi Thiên Chúa, dù thiên đàng hay trần gian, dù hiện tại hay tương lai. Mọi sự đều có thể đổi đời, nhưng tình yêu thì không bao giờ, mãi mãi vẫn thủy chung. Chúa là đấng toàn năng hằng sống, đã tỏ cho tôi biết tôi có thể yêu mến người một cách rất đặc biệt. Và chính người làm cho linh hồn tôi có thể yêu mến bằng thứ tình yêu mà người muốn tôi mến yêu người. Tôi chôn mình càng ngày càng chặt hơn trong Chúa và không sợ hãi gì. Tình yêu đã chiếm đoạt trót cả trái tim tôi. Cho dù người ta có nói với tôi về phép công thẳng của Thiên Chúa, cả đến các thiên thần trong sạch còn run rẩy che mặt trước thánh nhan Chúa và cất lời tung hô thánh, 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 như gợi ý rằng sự thân mật của tôi với Thiên Chúa làm tổn hại cho danh dự và uy quyền của người. Tôi sẽ đáp lại rằng ồ, không, không và không hề. Trong tình yêu tinh rồng có chỗ cho tất cả. Lời tôn vinh cao cả nhất và sự tôn thờ sâu thẳm nhất. Tuy nhiên, nhờ tình yêu, linh hồn vẫn được chìm ngập trong Chúa với niềm an bình thanh thản nhất. Và những lời nói của nhân loại không tác động đến linh hồn. Những điều người ta nói với linh hồn về Thiên Chúa chỉ là một bóng mờ so với kinh nghiệm của họ về Thiên Chúa. Và linh hồn thường ngạc nhiên sao người ta lại thán phục những điều của ai đó nói về Thiên Chúa. Trong khi đối với linh hồn chẳng có gì đặc biệt. Vì linh hồn biết những gì được diễn tả bằng lời vẫn chưa đạt đến sự cao cả ấy. Vì thế, linh hồn lắng nghe mọi sự với sự tôn trọng. Nhưng vẫn có một cuộc sống đặc biệt riêng trong Thiên Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa đọc qua nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina từ số 930 đến số 947. Faustina càng ngày càng xác tín về lòng thương xót của Chúa, xác tín mạnh đến mức độ mà trong số 947, Faustina viết rằng là có những giờ phút mà linh hồn bị mất hút trong kinh ngạc khi thấy uy linh vô cùng của Thiên Chúa đã tự hạ xuống ngang với linh hồn mình. Thiên Chúa tối cao mà lại vui sướng ở trong con người.
Đó là điều kỳ diệu. Xin Chúa tối cao quyền năng thánh 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 mà tự hạ ngang hàng với linh hồn. Và để đền đáp lại thì Fusida nói rằng là với tất cả nhịp đập của con tim, mọi sớ thần kinh của mình đến điên cuồng, đắm chìm trong Chúa. Và khi nhận thấy một Thiên Chúa yêu thương mình như vậy rồi thì Fusida xác tín được như là Thánh Phaolô: không gì có thể tách tôi ra khỏi Thiên Chúa, dù thiên đàng hay trần gian, dù hiện tại hay tương lai. Mọi sự đều có thể thay đổi, nhưng tình yêu thì không bao giờ mãi mãi vẫn thủy chung. Và chính Thiên Chúa làm cho linh hồn mình có thể yêu mến bằng tình yêu mà người muốn mình yêu mến Ngài. Cho nên Fusida thấy rằng là khi cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương tuyệt vời như vậy, thì cho dù người ta có nói với Fusida về phép công bằng của Thiên Chúa, sự công thẳng của Thiên Chúa, mà ngay cả các thiên thần là rất trong sạch cũng còn run rẩy, còn che mặt trước nhan Thiên Chúa, mà cất lời tung hô là thánh thánh thánh. Và thấy rằng là nếu mà Fusida thân mật với Thiên Chúa như vậy thì làm tổn hại cho danh dự và uy quyền của Thiên Chúa, thì Fusida nói rằng không, không hề. Trong tình yêu tin rằng có chỗ cho tất cả. Linh hồn được chìm ngập trong Thiên Chúa với niềm an bình. Và những gì người ta nói không thể hết được. Chỉ khi nào mình cảm nghiệm được và không thể nói thành lời. Cũng như những người yêu nhau, những người viết về tình yêu, nói về tình yêu, ca hát về tình yêu là một chuyện. Còn người mà cảm nhận được tình yêu thực sự thì có khi họ chẳng nói gì được. Và đó là điều mà Fusida cảm nhận trong lòng thương xót của Chúa. Thì anh chị em mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa, phải xác tín rằng lòng thương xót Chúa là vô biên, là tuyệt đối. Cho dù người ta có nói gì về sự công thẳng, thì ta thấy rằng là đây là giờ của lòng thương xót, mà giờ lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Chúa nói mỗi 3 giờ chiều là giờ của lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Đây là giây phút mà Chúa đối xử với con người bằng lòng thương xót. Mà nếu ta không quay về, không đón nhận lòng thương xót Chúa, thì đến lúc mà hết giờ của lòng thương xót thì đến giờ của sự công thẳng. Giờ của lòng thương xót, dù ta tội lỗi thế nào, dù ta bất xứng như thế nào, thì Chúa vẫn luôn luôn yêu thương ta và nói với ta trong số 945: hỡi con, hãy tựa vào trái tim của ta mà nghỉ ngơi. Ta thấy con đã làm việc vất vả trong vườn nho của ta. Chúa nói với tôi, với anh, với chị, với những người đang lao đao vất vả, những người đang dốc hết thời giờ công sức cho công việc loan truyền lòng thương xót Chúa, là dựa vào trái tim Chúa mà nghỉ. Vì Chúa đã thấy ta vất vả trong vườn nho của Chúa, trong việc loan truyền lòng thương xót của Chúa, thì dựa vào Chúa mà nghỉ ngơi. Chẳng cần phải dựa vào ai, chẳng cần tìm an ủi nâng đỡ nơi ai cả. Và khi mà mình thấy được cái sự xấu xa nơi vực thẳm, yếu đuối, tội lỗi của mình, thì mình có thể chấp nhận được cái xấu xa, cái tội lỗi, cái yếu đuối tận cùng của mình bằng cách là tín thác vào lòng thương xót của Chúa, nhẫn nại, cầu nguyện và thinh lặng. Đôi khi chẳng cần nói gì, cảm nhận tình yêu bằng sự thinh lặng. Cũng có lúc như là Fusida trong số 943 cảm thấy quá cô quạnh trong tâm hồn đến nỗi không biết giải thích như thế nào, muốn trốn tránh mọi người vì không ai cảm thông cho được một con tim bị thương tích vì yêu. Và tự thâm sâu khi trái tim ấy cảm thấy cũng bị bỏ rơi thì không gì có thể an ủi được. Fusida cảm thấy một sự cô quạnh buồn chán, Chúa bỏ rơi mình, bị hất hồi rồi. Vì sao? Là vì các linh hồn tội nhân, các bạn đã lấy đi Thiên Chúa của tôi rồi. Nhưng được lắm,
các bạn sẽ được nếm hưởng Thiên Chúa dịu ngọt dường nào. Và hãy cứ để biển cả đắng cay tràn ngập trái tim tôi cũng được. Tôi đã nhường tất cả những an ủi thiêng liêng của tôi cho các bạn rồi. Thưa anh chị em, cầu nguyện cho các tội nhân được quay trở về. Faustina thấy đau khổ vô cùng vì Chúa yêu con người như thế mà con người cứ phạm tội không quay trở về với Chúa. Và Faustina cầu nguyện tha thiết để cho một linh hồn quay trở lại, để cho người ta nhận biết Chúa, thì cái giá phải trả là những đau khổ đắng đót cả thân xác, cả tâm hồn, cả tâm linh. Linh hồn như thử cảm thấy Chúa bỏ rơi mình, chấp nhận nhường cái hạnh phúc ấy cho các tội nhân để cho họ nếm cảm được sự dịu ngọt, còn mình thì dìm trong biển đắng cay, nhường tất cả những an ủi thiêng liêng cho các linh hồn. Đó là điều mà anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho các linh mục có được cái niềm sắc tín ấy, có được cái niềm hăng say đam mê là rao giảng lòng thương xót Chúa để tìm mọi cách cứu vớt các linh hồn cho những tội nhân được quay trở về, dẫu mình phải trả giá rất đắt. Nhưng một linh hồn quay trở về, cả triều thần thiên quốc vui mừng. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Cho nên niềm vui khi một con chiên lạc quay trở về, cả triều thần vui mừng, nó xóa đi, bù đắp biết bao nhiêu những đau khổ, những thử thách mà người cầu nguyện lòng thương xót Chúa phải chịu khi cầu cho các tội nhân được trở lại. Thưa anh chị em, 10 năm loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi nhận được rất nhiều kinh nghiệm này. Rất nhiều người được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa. Cứ nhìn tòa giải tội, cả mười mấy hai chục tòa giải tội, 4-5 tiếng đồng hồ, ngày nào cũng như thế mà vẫn không hết. Có lúc 1-2 giờ sáng họ đến kêu cổng chạy giải tội, mai con về sớm, chạy giải tội con mới đi tù về, chạy giải tội vì con cảm thấy con tội lỗi quá. 1-2 giờ sáng, bất cứ giờ phút nào, bất cứ ở đâu, họ kêu cầu, sẵn sàng, rất là vui mà làm công việc đó. Ngay cả bây giờ Covid đi nữa mà họ đến trung tâm mục vụ, họ xin giải tội riêng, tôi vẫn chấp nhận, vẫn chấp nhận giải tội. Dĩ nhiên mình vẫn cẩn thận để tránh lây nhiễm, nhưng cho dẫu có bị thì cũng vui, vì những người mà họ đến trong giây phút này là những người mà họ đã bỏ Chúa nhiều năm, trong giây phút mà đau bệnh, giây phút mà bế tắc, thất vọng, tuyệt vọng nhất, mà họ lại quay trở về với lòng thương xót Chúa, lãnh nhận bí tích hòa giải, đón nhận vui lắm. Thưa anh chị em, ta cùng cầu nguyện cho những tội nhân được quay trở về với Chúa. Chúa nói lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho những tội nhân được ơn hoán cải, cho những người khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, những người bỏ xưng tội, rước lễ, bỏ đi lễ nhiều năm, nhiều tháng, những người chối Chúa, những người thờ ơ lãnh đạo với Chúa, những người đang sống trong tình trạng rối đắm, những người đang dính vào những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, mê game, mê sắc dục, đam mê tội lỗi. Xin Chúa, nhờ máu và nước từ trái tim Chúa, công nghiệp chết và phục sinh của Chúa, cho những tội nhân ấy được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa. Chúng ta cùng đọc 10 kinh trong chuỗi lòng thương xót Chúa, kinh cầu lòng thương xót của Cha và kinh tận hiến cho Chúa Giêsu, rồi lãnh phép lành và hát bài kinh lòng thương xót Chúa. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn âm u một linh hồn tin thang. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô đồng. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Ta ơn.
ơn Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em ngày mai trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Chán trường con tìm được đâu chốn tựa nương, ngoài lòng từ ai Chúa son thương. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui, về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa son trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa son thương nhân từ. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui, về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa son tràn ngầm vui xưa dâng dào trong sông.